Vâng, kính thưa quý vị, thưa con, thì hôm nay là thông báo cho con là thì công ty có vận chuyển về xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang giao hàng cho anh Hải với số lượng là 3 tấn 700 kg. Thì thông báo cho con tại nơi đây được biết, rồi con có nhu cầu con cứ liên hệ số hotline 0989 836 001 để gặp nhà tư vấn, người ta cho tư vấn cho bà con mình cách thức bón và sắp xếp lịch trình để chúng tôi phục vụ con. Thì thông báo lại với bà con là xã Sơn Kiên đã có anh Hải nhiều vụ qua, đã 5 vụ qua rồi, sử dụng phân nhãn hiệu phân công lười này, đã nhiều kinh nghiệm. Thì bà con gần gần đây chăng cái cầu Kiên Bình nghe bà con, chạy vào tí là tới nhà ảnh. Thì bà con có xem mô hình hoặc tham quan thì bà con cứ gần gần đây bà con hỏi thăm để bà con biết tới phân công nghệ sinh học hiệu lười F22. Thì bà con đánh giá, bà con tìm hiểu thêm để bà con sử dụng. Và cuối lời cũng xin chúc cho bà con một ngày tốt lành.